Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chế một chiếc vali nhạc. Ở đây mình có một chiếc hộp. Cái hộp này bữa trước đựng chiếc máy bản viết mini ấy. Đây. Trong này vẫn đang còn đồ của nó này. Cái máy bản viết thì mình đã tháo tung nó ra rồi nhá, tháo tung ra ở clip trước rồi. Giờ có cái hộp này. Thấy cái hộp nó đẹp đẹp nên mình mới nghĩ ra dùng cái hộp này để chế thành chiếc loa. Đó. Và vi tính mini này. Đó. Ok, giờ mình sẽ cắt hết những cái này đi. Ok, như vậy chúng ta đã được cái hộp đẹp. Ở đây mình sử dụng hai chiếc loa cũ. Đó, chúng ta có thể lấy trong những chiếc đài cũ, những cái đài cassette cũ, những cái tivi cũ. Một mạch audio này. Ở đây mình sử dụng mạch audio sử dụng IC TDA 7297 nha. Mạch này nó dùng nguồn 12V nhé các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một mạch sạc pin 3 cell 12,6V. Nó loại 10A này, 50K nhé. Mua trên bán linh kiện nhé. Thêm một cái công tắc và một jack PC. Về phần pin, các bạn có thể dùng những viên pin. Đây, dùng những viên pin này. Một viên này có điện áp khoảng 3,7V. Chúng ta sẽ dùng 3 viên. Chúng ta sẽ mắc nối tiếp nó lại. Đây, chúng ta sẽ sử dụng 3 viên để mắc nối tiếp chúng lại. Để có thể đủ nguồn để cấp cho chiếc mạch này nhé. Những viên này, viên nhỏ này cũng 3,7V. Đấy. Đấy. Ok, mình sử dụng 3 viên này được rồi. Ok, thêm một ít dây điện nữa để chúng ta hàn lắp các thiết bị với nhau. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ mắc nối tiếp 3 viên pin này lại và hàn chúng vào cái mạch sạc 3 cell này nhé. Ok, như vậy mình đã hàn xong rồi nhé. Bây giờ chúng ta hàn vào cái mạch này. Ở trên mạch này B trừ sẽ là âm, B1, B2, B cộng là B3 nhé bạn. Chúng ta hàn dương của viên pin thứ nhất, dương của viên pin thứ hai và dương của viên pin thứ ba. Còn đây là âm chung nhé các bạn. Các bạn hàn vào như vậy. Ok, các bạn hàn như vậy. Giờ chiếc mạch này mình sẽ dán vào đây luôn cho nó gọn nhé các bạn. Ok, như vậy là xong. Ở trên phần mạch này nó sẽ có phần B cộng B trừ này. B cộng là dương, B trừ là âm. Ở đây vừa là đầu ra vừa là cộng sạc vào luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ hào đây vừa để cấp nguồn cho cái mạch loa này, vừa dùng cái cộng này để sạc vào luôn. Ok, giờ mình lấy đồng hồ mình đo thử ở đây xem đã hàn đúng hết chưa nhá. Ok, mình sẽ đo nhé các bạn. Như vậy là đúng rồi nha các bạn. Ở đây mình dùng một cái jack này, chúng ta cấp nguồn cho cái mạch. Ở đây mình đã hàn cái jack vào rồi nhá. Thì mình sẽ cấp nguồn cho cái mạch này. Đó. Như vậy đèn của mạch đã báo rồi nhá các bạn. Ok. Về phần này chúng ta sẽ hàn vào cái jack này để chúng ta có thể sạc pin cho cái này nhá. Ở trên chiếc jack này nó sẽ có 3 chân. Đây, trên chiếc jack này sẽ có 3 chân. Chân đằng sau này sẽ là chân dương,
chân đằng trước này sẽ là chân âm nhá, còn chân bên hông này chúng ta không dùng. Các bạn nhớ hàn đúng chân nhá, không sẽ hư mạch nhá các bạn. Đó, chân bên hông bỏ này, chân đằng sau là chân dương, chân đằng ở trên này sẽ là chân âm. Quên mất, ở cái giắc cấp nguồn lên mạch này chúng ta sẽ cho nó qua chiếc công tắc này nhá các bạn. Ok, cái này mình sẽ hàn sau, mình để gắn vào hộp mình sẽ hàn sau. Bây giờ mình sẽ hàn dây và loa nhá. Các bạn hàn như vậy. Về phần chiếc hộp này, ở bên đây nó sẽ có hai lớp, lớp cái này là lớp đấy nhá. Mình sẽ cắt đi, mình sẽ giữ mình cái lớp ngoài thôi. Vậy mình cắt phần trong ra này. Ok, mình sẽ làm gọn nó lại. Ok, bây giờ đã cắt xong rồi, giờ nó là một cái mặt thẳng. Chúng ta sẽ quét lỗ để bỏ loa vào nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cắt hai lỗ này đi. Ok, các bạn khoét lỗ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ gắn loa vào. Bây giờ mình sẽ gắn hai chiếc loa này vào. Mình sẽ dùng đi vít này để chúng ta gắn nó vào nhé. Ok, ở đây mình đã khoan lỗ và gắn hai chiếc loa vào rồi này. Đó. Về phần mạch này, mình sẽ gắn nó ở đây. Đây, chúng ta khoan lỗ ở đây, hai lỗ nha các bạn. Ok, các bạn khoan như vậy, bây giờ chúng ta sẽ mặt nó vào. Ở đây, mình sẽ cắt phần công tắc, mình sẽ để công tắc ở đây. Và giắc sạc pin, mình sẽ để bên hông này nha các bạn. Ok, như vậy mình đã gắn xong giắc sạc này và công tắc này. Đó, công tắc này, giắc sạc bên hông nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hàn dây nha các bạn. Như vậy mình đã hàn xong rồi nha các bạn. Đây. Và công tắc này. Và công tắc nha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vặn vần dây loa này vào. Ở đây nó sẽ có cực âm dương, các bạn cứ vặn đúng âm dương là được rồi. Ok, như vậy dây loa mình đã hàn xong rồi. Giờ mình sẽ đấu gọn nó lại. Nếu bạn nào trong clip mình hướng dẫn không rõ thì chốc nữa mình sẽ vẽ lại một cái sơ đồ cho các bạn có thể nhìn rõ hơn nhá. Tại mình cũng hướng dẫn sợ không nó không rõ được rõ lắm. Ok, về phần pin này mình sẽ để nó ở đây. Chúng ta sử dụng keo hàn mặt. Ok, như vậy là đã xong rồi, bây giờ mình sẽ gắn nó lại. Ok, giờ mình sẽ sử dụng jack 3.5 này. Đó, để chúng ta cấp nguồn audio cho nó nhé. Jack này mình cũng tự chế thôi. Đây, mình chế từ hai chiếc iPhone cũ này, mình cắt ra mình nối lại thành jack hai đầu 3.5. Ok, giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Thank you.
Ok, như vậy chúng ta đã làm xong một chiếc vali nhạc mini rồi. Cảm ơn các bạn xem video nhé. We'll be right back.